Trời ơi, vàng nóng luôn nha mọi người. Vàng những con này dài bằng đốt ngón tay luôn đó mọi người. Thấy không? To chưa? Sập u nú nha. Đã chưa? Chào cả nhà nha. Ngày hôm nay Lâm Vân được cả nhà đi bắt sò hả? Nghêu sò hết. Nghêu sò hết năm 2024 đầu tiên là ra quân nha, để coi tự coi thu hoạch như thế nào. Và ngày hôm nay là có ba đứa đó, quay vòng nè, đó quay vòng nè, đang trên phà nha mọi người, đang đi phà qua bên Vassan Island nha, mình có rồi. Nói luôn đó, đầu video đó Vassan Island nha, rồi về, gặp đó nha, gặp lại nha, rồi đi. Rồi bây giờ mình đã tới biển rồi nha cả nhà, và ngày hôm nay á trời á rất là lạnh nha, cho nên mình mặc đồ như vậy mà vẫn thấy lạnh. Gió lạnh. Bay mũ rồi. Mới nói bay mũ rồi mọi người, gió lắm. Gió cho nên nha. Nếu mà nó ồn thông cảm nha. Ồ gió quá. Rồi, lần giờ mình ra quân nha. Bây giờ mình đã đi bắt con sò nhỏ, nó gọi là con ngao, gọi là baby clam nha cả nhà. Mình nên là clam. Rồi đây bây giờ mình thử coi nó nha. Xuống thì cũng có gia đình mình không à, nhớ lại chú biết nhiều quá luôn. Cho con tay vô, con tay vô kìa em. Thôi giờ đây là bao nhiêu nè. Cái chính đó là mình thích đào nha cả nhà. Đó, trời ơi. Đầu mùa này. Đầu mùa này. Trời ơi, nè. Cả nhà ơi. Mê luôn nha. Đây nè. Coi nè. Mới sới lên chút xíu thôi mà quá trời luôn. Trời ơi. Ô nè, coi nè. Trời mê quá. Ôi trời ơi. Cứ khơi lên là cái mũ nó rớt hoài. Đây này nha, quá trời luôn nè. Wow. Bao mùa rồi. Quá là theo nó một chút xíu mà nó lên nó chín. Trời ơi. Làm được to mấy con nhỏ rồi. Còn là chê bai nữa. Bai cỡ này lượng cỡ này. Đầu mùa nha cả nhà. Đó chứ nè. Wow. Khoảng 2 in rưỡi, 3 in. Loại này thì 1 in rưỡi là lấy được rồi. Nó nhiều lắm, sau một mùa đông nó chôn mình ở dưới đây nè, cho nên nó quá trời luôn. Rồi mình cũng đi, bây giờ nó mở nha cả nhà. Cho nên mình đi bắt. Đầu mùa mình đi bắt nó nhiều mà nó bự nè. Trời ơi, coi nè. Nhiều lắm, nhưng mà nhỏ quá em ơi. Chị chê à. Ở đây mình có quyền mình có lựa. Nè. Con chó của mình nó cũng đi luôn nha cả nhà, nhưng mà không tin, mình nó tin thường chứ nó không tin chó. Nó tin chó chắc mua chó nhiều nhiều, chúc dắt đi luôn. Trời, đó là vẫn còn đang lạnh nha. Có đấy, mọi người thông cảm nhưng mà nó hơi hồn nha. Trời nè, còn mấy cái con này chút nữa mình bỏ xuống lại, mình không có lấy, mình lấy cái này.
chưa nấu làm gì đếm. Loại này á thì nó cho là một người 40 con. Thì mình hôm nay mình đi hai người thì mình sẽ lấy 80 con nha cả nhà. Có to vậy nè, mà có những người mà có theo dõi Long Vương đó thì thấy là năm nào Long Vương cũng bắt cái con nghêu như vậy. Thịt của nó rất là vàng. Nó đầy luôn á. Cái thịt là nó đầy luôn. Mình mà luộc lên nó lồi ra ngoài luôn. Sợ sau đâu khoảng cỡ chừng 5 cm. Sâu á là nó những con nhỏ. Con nhỏ đừng có lấy nhiều lắm, cứ tự lấy con nhỏ. Thấy nó đâu có nhỏ đâu, con này về mà kêu chê nhỏ nè, trời ơi. Coi quá trời luôn. Chó của mình á, nó bỏ đi chơi kìa. Đó, trời ơi. Trời nó hơi lạnh nha, tội nghiệp nó. Đó, trời ơi, tội nghiệp em lạnh quá trời luôn. Bỏ nó đi lên xe mà nó đi mình nữa nha cả nhà. Đi mình, không hay là mình thấy kêu lại. Đi ngồi xuống cho nó ấm. Rồi bây giờ mình bắt đầu tiếp tục bắt sò nha. Bây giờ mình đổi hướng. Nhiều lắm mà bỏ chỗ đi ha. Chị nằm ở đấy mình thấy. Tí nữa mình lắp lại không sao hết á. Ủa bên này được này. Bước không. Ôi. Trời ơi. Trời ơi mê chưa nè. Ôi xui xui xui. Đâu không? Em nhìn không thấy con bướm nhỏ lớn nữa mà con nào cũng lấy này. Thấy đến nhà sọ thấy là mê rồi. Trời ơi. Ui, đó. Anh bán, anh có bán con. Cho đi. Con á. Con anh ngủm nhớ không? Anh ngủm hết. À, làm gì ấy? Sao dừa em hả? Sao dừa. Cái này sao dừa. Ôi. Chỗ nào cũng bự á, đầu mùa mà, đầu mùa chưa có ai á, cho nên nó nhiều mà nó làm ở trên đấy. Đếm bỏ trong bọc xong rồi rửa. Chó này. Chưa đâu, chưa đâu. Ừ. Thấy luôn lần nè. Đâu. Trời ơi. Wow, đây đây. Ui. Ủa? Mọi người ơi, ôi, con chó nó có chè không vậy mọi người? Nó muốn làm mà là ôi giời ơi này. Đây đây con. Đây đây đây. Kể đi, kể đi. Oh. Trời ơi. Mê quá. Mình cũng muốn nhắc nhở cho mọi người là trước khi đi cũng nên vô trong cái website để coi nha. Coi cái nó mở ngày hôm đó nó có mở hay không. Dạ đúng rồi, đúng không? Nhiều lúc nó không mở mà mình đi cũng bạc. Nó mua license, cái giấy chứng nhận để mình được đi đào sò đó nha. Thì con bên kia nhỏ, hai con nó một con lớn nhỏ. Ở tiểu bang mình thì nói chung là 17 đồng hả? 17 đồng. 17 đồng một cái license để mà mình đi được bắt năm luôn nha. Đó. Thì mình cũng chia sẻ cho mọi người là như vậy. Lùi 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 chút.
đó, ăn được đồ tươi, đồ ngon. Mà nói chung rẻ thì cũng không rẻ đâu nha. Tại vì mình xe mua, mua license rồi đi xe rồi đi tiền qua phà tùm lum hết. Nói chung là ra xưa vui, ăn được đồ tươi. Ăn đồ tươi chúng, nếu mà cái tiền phà không ba chục rồi, hai mấy ba chục rồi, rồi tiền xăng, rồi nghỉ ngày làm, thí dụ vậy, tiền không. Đây nha, mình còn nhiều lắm mà mình chôn nha cả nhà. Đây mình chôn nè, thôi chắc đủ rồi đó. Chưa đâu, đếm đi, lấy cái giỏ bỏ nó đếm đi. 2, 4, 6. Đẹp. Gió quá mọi người ơi, nhưng mà vui thú nha, đi ra mình ngửi không khí trong lành. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng mình, chó của mình á, nó là nó không thích rồi, nó cứ kêu. Nó lành đó, trời đang lành lắm nha. Đó. Đây, mình xong 40 con là mình đổ vô đây nha. À, hai người nhưng mà nói chung không được bỏ rơi bỏ chung đâu nha. Yeah. Mình phải làm mỗi người một bình như vậy. Riêng. Nếu mà mình đi nhiều người thì mình cũng phải mỗi người một bình nha. Không được bỏ chung đâu. Nếu mà cho theo lực tự ba. Cũng lèo đi sự. À, đến mình nào thêm nha. Thì chưa có đủ đâu. Nếu mà những lấy đạp hết thì dư rồi. À, những con to mọi người. Ăn này không đủ một mình ăn nữa, lâm voi ăn một phát hết. Nói chung là khi nè, mình đi bắt á, bao nhiêu cũng không đủ á nha. Cho nên mình cứ lấy cái gì cũng ít hết. Nhưng mà thật sự nó cho 40 con như là cũng nhiều. Người bình thường ăn không hết đâu, chỉ có lâm voi thì ăn hết. Người bình thường ăn không hết chứ mà. Nhiều lắm nhưng mà mình lựa mọi người. Đó. Đó. Thì mình muốn chia sẻ cùng với cả nhà cuộc sống ở Mỹ của vợ chồng Long Vân là như vậy nha. Đến khi có mùa mà nó mở ngao xong thế thì mình sẽ đi và chia sẻ cho mọi người thấy cuộc sống như vậy rồi đi đào như thế nào nha. Ok, em lượm mấy cái này em bỏ xuống để anh chung. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lỗ nha cả nhà. Khi mình đào xong đừng có để nó hở như vậy, mấy cái con nó nằm trên này nó bị sẽ chịu chết. Cho nên mình sẽ bỏ nó xuống và mình sẽ lắp lỗ lại. Nhiều quá mà giờ chúng lèo lý tưởng đếm và mình tìm mấy con to rồi đổi lại. Tại vì ở đây mình có quyền mà. Được chưa? Rồi. Rồi. Bây giờ bỏ xuống đây để chôn. Một chút chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, cách đào sò để đi bắt nhau sò thêm cho mùa hè. Mùa hè nha các nhà. Mới vào mùa xuân thôi. Lắp lại rồi nha. Đó, hai vợ chồng đã đủ 80 con rồi nha mọi người. Con chó nó lạnh nó cứ kêu suốt à. Chắc phải bỏ nó lên trên xe quá mà bên xe đâu có ai đâu. Nếu khi nó đập xe nó lại lấy nó nữa. Rồi bây giờ mình đi xuống xe rửa. Ok. Giờ mình sẽ mang đi rửa nha. Đây, chút này lý tưởng mang xuống dòng sông kế bên luôn, đẹp lắm. Lạnh lắm nha em, chỗ này nước chảy xiết này. Đây.
chạy xíu nó bị bẻ, nó bị trôi không? Không. Là mình sẽ đổ ra nha mọi người. Mình không có đổ ấy này. Rồi sâu, nước sâu á, sợ nó trôi á. Đây này. Wow. 40 con nha. Bẻ này. Nhưng mà đây nha mọi người. Hai vợ chồng đây. Chút xíu thôi nha. Mình đào có chút xíu thôi nha, mà 80 con nè. Đó, bây giờ 5 phút chưa tới á, nếu mà muốn lấy á. Mẹ không? Wow. Wow, tát nước để đi lấy sò nè. Tát nước bắt sò nha cả nhà. Wow, đã chưa? Wow. Mẹ không? Wow. Trời ơi. Trời ơi, vàng nóng luôn nha mọi người. Vàng nóng. Những con này. Dài bằng đốt ngón tay luôn đó mọi người. Wow. Thấy không? To chưa? Mẹ không? Sập u nú nha. Trời ơi. Đã chưa? Đó. Múc rộp luôn. Múc rộp luôn. Múc rộp nữa. Này, coi này. Wow, em nghêu đẹp quá các em nghêu. Giờ mình sẽ đếm bỏ lại phần sóc thì nó mới sạch hơn. Cát cũng cát nó sẽ rớt hết nha. Đó. 2. Thì hôm nay là đầu mùa nha cả nhà. Đầu mùa á, cho nên những cái con này á, nó sống nguyên một mùa đông á. Nó rất là mập mà rất là tươi, coi như là đang còn sống nguyên luôn. Mình đào lên cái này mà mình về mình ăn rất là ngọt nha. Thì mình chia sẻ hy vọng là nếu có ai mà đi bắt á thì mùa này là nó đã mở rồi nha, cho nên mọi người cứ theo dõi trên mạng và đi bắt, khi nào nó mở là mình sẽ đi bắt nha. Cập nhật những tin tức mới nhất về ngao sò hổ thể nha cả nhà. Thấy giống professional chưa? Giống chuyên nghiệp chưa? Giống chuyên nghiệp, nhìn nó giống như là ở Việt Nam mình đi đãi sò như hổ thể đó. Trời ơi. Khi mình làm về nó mới sạch cho mọi người. Bỏ vào trong đây này, mình vuốt qua vuốt lại nó cào với nhau đó. Giờ nó sạch. Giờ nó mềm không có sợ nó trôi nữa. Wow. Là đại nghêu. Nè. Thấy cái mình nó dục đây này. Nó không có sạch, nó trôi. Đại nghêu ở Mỹ cho, nha. Cho nó nhả đá. Đó. Này chắc đi cho Lâm Râu làm nghề đi đào ngao sò hên của anh Năm luôn á, professional quá. Một chút chia sẻ đầu năm. 40 vừa đúng luôn. Đúng không? Phải không? À, mình đếm đúng đó. Không có bị chật chỗ con nào hết. Đó. Mà nước nó trong veo luôn nha. Nước quá trong luôn. Mê không? Rồi. Một chút chia sẻ cùng với cả nhà nghêu đầu mùa ở Mỹ nha. Đó. Ngày hôm nay đi. Đó, đây nè. Đây nha cả nhà. Hai bịch này. Hai vợ chồng. Đủ ăn một ngày rồi. Đó. Mê ha, tối nay là có bữa ăn tối rồi. Yeah. Rất là ngon. Ngon lắm nha. Em muốn nhìn lại không? Coi nè. Nhìn lại cho nó phê nè. Đó. Đã chưa? Đó. Mấy chỗ trên kia là thân em rồi. Sò lắm hến nha. Trên kia được rồi. Rồi thôi. Một chút chia sẻ cùng với cả nhà. Cái ở đây nước Mỹ này nói chung là nó cái tài nguyên nó rất là nhiều. Bởi vì nó giữ rất là kỹ nha. Mình đi mình phải có license và bắt đúng. Nếu không nó sẽ phạt rất là nặng nha, không có đáng. Vì vậy nó còn có tiếp tục thì mình cũng nói chung là mình không có dám nói ai, nên giữ luật bảo quản của chung để mình có tiếp tục cho con cháu sau này nha, thì vui cả làng đó. Thì nhiều lúc Lâm Vân đi á, mình thấy những người mà lấy không đúng thì mình bức xúc lắm, nhưng mà mình cũng không có quyền gì nói, mình chỉ nói sơ thôi. Họ làm hay không làm thì cái đó là do chính quyền. Họ sẽ take care, còn mình lấy đúng thôi nha. Rồi, ok. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đồng hành và theo dõi. Chúc mọi người luôn bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi, về enjoy với Lâm Vân nha. Mùa ngao sò hổ nha. Rồi, mùa ngao sò hổ sẽ đầu mùa nha. Bye bye. Thank you. Rồi, bye bye. Cả nhà.